Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Ok và kế bên mình chính là Sammy Nước. Đó chính là ô xin cao cấp nha anh em. Đó thì hôm nay bọn mình sẽ làm một video reaction, một cái video hoạt hình anh em ơi. Thì video hoạt hình này có tên là trường học quái vật anh em ạ. Đó thì chúng ta trước khi vào video chúng ta phải làm gì nào? Chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới, like cho anh này một cái, sau đó nhấn vào nút subscribe ủng hộ cho anh này. Đó các bạn đừng quên là đăng ký ủng hộ cho anh này nha. Và link video này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả, các bạn hãy xuống dưới và xem video gốc nha. Ok và ok chúng ta bắt đầu vào video hay nào, let's go. Đó chính là lớp học của thầy giáo Herobrine. Ui, thầy đâu rồi? Chết rồi. Chết luôn hả? Ủa, sao ủa kìa, sao tự nhiên ông thầy đang đứng trong lớp cả ông chết? Ủa kìa. Granny. Ô anh em ơi, có bạn nào đã từng chơi cái game Granny này chưa? Bà ngoại kinh dị nè, bạn nào đã từng chơi rồi bình luận cho mình biết nha. Ok, tiếp nào. Thầy giáo mạnh nhớ. Ông thầy giáo này là Herobrine, ông có phép thuật mà. Herobrine có phép thuật đó hả? Herobrine là một nhân vật ở trong Minecraft, một nhân vật bí ẩn trong Minecraft có phép thuật, hiểu không? Biết. Biết thì coi đi. À, mình hiểu rồi anh em ơi, là bây giờ ông thầy giáo này nè bắt cái tụi học sinh á là phải tiêu diệt bà Granny anh em ơi. Ồ thôi, phải tiêu diệt được bả, để coi coi ai sẽ là người tiêu diệt được đây. Tiêu diệt bà già đi, đọc cho nhanh. Biết. Đầu tiên sẽ là zombie. Để coi zombie có giết được bà ngoại kinh dị không nha. Zombie với lại là slime. Ok. Nó bay luôn. Nó bay luôn. Thầy sao mắt nó to to chừng chừng làm gì vậy ghê vậy? Bất ngờ á. Ủa? Ủa sao cái cửa hư rồi? Thì ra tôi mong là bọn chúng sẽ ổn. Wow, căn nhà đầy máu luôn anh em ơi. Đầy máu luôn. Wow. Sợ ơi, sợ ơi, sợ rồi, zombie sợ rồi. Cái đứa nào mắt to vậy? Như con. Rồi xong, bị nhốt ở lại đây luôn rồi. Ê, nếu mà để ý nha, mọi người để ý nè, trong đây có mỗi một mình con zombie Bitman là bình tĩnh nhất, nó không hề sợ chút nào. Biết sao không? Zombie Bitman này là nó ở dưới địa ngục, nó không sợ. Đúng rồi, nó chắc là nó ở dưới địa ngục. Ơ, con Gat hay là con Gat cũng ở dưới địa ngục nè, sao nó vẫn sợ? Ồ, coi đi biết, cho mình cứ coi đi biết ha. Thầy giáo đúng rồi. Ôi. Ồ, bà ngoại kinh dị. Tiếng gì đây? Chơi hay chơi hoặc chết. Ôi kinh dị quá. Giờ chúng ta phải làm gì trước đây? Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Làm gì trước á? Tim đập thình thịch luôn. Vấn đề đó thì là những vấn đề nghiêm trọng gì đó ấy. Không. Gì đây? Cái này là cái bình nước. À, có nghĩa là giờ chơi thảy bình nước á, đứa nào mà thảy không được thì đứa phải vô, hiểu không? Đó, kiểu kiểu vậy đó. Thảy bình nước cho nó đứng lên đó anh em, hiểu không? Ok, qua rồi. À, đây. Lúc này chắc chắn luôn. Hey. Được không? Được luôn. Trời ơi, ghê. Đó, biết là. Tưởng được chứ. Ok, đã vào trong nhà rồi. Ô, bà ngoại đã phát hiện ra rồi. Có tiếng động lạ. Oh my god, ghê quá. Ui. Ôi, chết zombie rồi. Chết bập. Rồi xong chết queo. Đó là creeper. Creeper dùng miệng rồi ấy. Yes, được rồi, hãy lắm Creeper. Qua luôn. Đến lượt Spider. Spider-Man chết tại vì sợ quá. Dạ. Cái con nhện. Con nhện nó sợ quá, chết ở đó luôn anh em, nó khỏi được vô nhà luôn, nó chết đó luôn. Ok, tới lượt Slime nè. Cố lên Slime ơi. Ăn vạ hả? Tính ra mình mới kêu nó cố lên luôn. Sợ. Ăn vạ, ăn vạ. Biết rồi, nó sợ nó mới ăn vạ đúng không? Đúng rồi. Đi nhanh quá không đọc. Rồi, okay. Skeleton đi. Ok. Hey. Rồi xong, tới lượt Skeleton rồi. Chúc bạn may mắn. Ok. Chỗ này sao trốn được? Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Rồi, bà ngoại phát hiện ra rồi. Mắc đỏ luôn kìa. Lúc đó có mắc đỏ đâu. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nó sẽ trốn bằng cách nào đây? Ồ. Bà này định tâm đúng không? Chết luôn, chết cũng chết. Nó hình như cái game này á là mình phải nằm ngủ anh em ơi, mình mà thức dậy á là mình sẽ bị giết. Cái đầu nó nằm nó ngủ, cái bà ngoại kinh dị bà đánh chơi, bà đánh rắm vô mặt cái chết, chết luôn, bà thả bom vô mặt cái chết luôn. Tội nghiệp. Ê, tình ra cũng chết đúng không? Ờ, chết luôn. Chết chạy mỏng mắt luôn rồi sao? Chết luôn rồi anh em ơi. Ok, Skeleton đã chết. Cái chết thúi nhất hành tinh. Chết vì bị hủy địch. Phải rồi. Ok, tới lượt Slenderman. Slenderman chủ được mà ta. Dịch được mà lo gì. Ờ thì dịch chuyển được, nhưng mà quan trọng là trong đây nó không dịch chuyển được. Ồ. Rồi, chưa dịch chuyển được mà. Dịch chuyển được, ok, dịch chuyển được. Con này sống dai lắm rồi. Được coi thử coi. Hồi nãy bà đánh rắm, bà thả bơm vô cái căn phòng này anh em ơi, hồi nãy bà thả bơm vô căn phòng này vẫn còn mùi thúi. Con Enderman nó dịch chuyển qua căn phòng này, xong rồi nó nghe cái mùi xong nó cũng chết theo con Skeleton luôn. Phải rồi. Hai đứa chết bởi vì ngửi địch anh em ơi. Phải rồi. Cái này gọi là cái chết thúi nhất hành tinh. Không có cái chết nào nhục bằng cái chết này. Ok. Ok, giờ còn Enderman đã không làm được. Ok. Giờ chúng ta phải tới lượt Gat nè. Rồi xong, Gat cũng không làm được luôn. Ô, Gat tự sát hả? Không phải, con Gat nó quăng chai nước em không được, sau đầu nó sợ quá nó mới trốn á, nó bay đi nó trốn á. Thế là nó bị bà Granny bắn chết luôn. Thế nên là nó bị bắn chết luôn. Cái bà Granny bà đứng trên nóc nhà bà bắn chết luôn. Bà không cho trốn. Đứa nào trốn là sẽ chết. Chơi hoặc là chết. Đó. À, nhưng có tự chơi mà chết kìa. Ôi. Ồ, bà bắn nó chết rồi đó. Dứt luôn. Không thể chạy được đâu. Không thể chạy được đâu. Mày không thoát được đâu con trai. Ờ đúng rồi. Mày không thấy được đâu con trai. Tụi bè kinh tình nhiều. Tụi bè hết. Tới lượt Creeper đó. Hai đứa lắc lại nha. Rồi, đâu. Chơi gì gian vậy? Nữa. Ô, bùm. Ủa. Ok anh em ơi. Vậy là coi như là cả đám chết hết rồi. Chỉ còn có một mình Zombie Bitman thôi. Để coi thử coi Zombie Bitman là cái người từ nãy giờ là không sợ hãi nè. Để coi Zombie Bitman sẽ làm được gì nha anh em. Ok, xem thế nào. Ồ, Ninja. Ninja Bitman. Ủa? Zombie Bitman mà biết tóc biến luôn hả? Không. Ủa sao dịch chuyển được ta? À không, Ninja biết dịch chuyển hiểu không? Ninja. Bởi vì nó biết hành ninja rồi cho nên nó biết dịch chuyển. Ok. Thuộc những Naruto ấy. Naruto á. Ồ. Đập rồi. Ồ ghê. Ủa đập bà xỉu luôn kìa. Wow ghê đấy. Bitman server nói chung là Bitman đã cứu tất cả mọi người. Bitman đã cứu được tất cả mọi người. Ờ. Rồi. Vui vẻ đi không? Có vui không? Này thì vui nè, vui nè, Đào Phong. Này thì đi có vui không nè, Đào Phong đập chết ông thầy luôn nè. Tao đập chết mày nè. Ok. Vui. Đập ổng ơi. À không, quăng ổng qua đây cho bà Granny đập là. Hiểu tôi nói không? Ok, đập thầy ra ngoài. Ok, luôn. Thôi cho ổng qua đó luôn đi. Ok. Vui. Cái này là sao ta? Gậy ông đập luôn không? Gậy ông đập lưng ông nè. Này không? này thì cho ông hù bọn tôi, ông nghĩ ông là thầy, ông hù bọn tôi hoài, tôi cho ông qua đó luôn để coi ông sợ cỡ nào. Rồi để coi ông thầy ông có làm gì được không nha. Kể lại căn phòng máu me nè. Máu không à? Con đi còn sống không? Thầy ông sợ rồi. Lắc đầu mà có gì sợ đâu. Ok, và nếu như mà anh em thấy thích video thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho Sammy Đào nữa nha.